Dạ vâng. Chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại trên kênh YouTube Lê Hiệp Bất Động Sản, chuyên nhà đất thành phố Dị An và thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương. Chia sẻ với quý anh chị, hôm nay em đang có mặt ngay tại mặt tiền đường Nguyễn Du của phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị. Đây được xem là một trong những cung đường mà giao thương huyết mạch, kinh doanh buôn bán cực kỳ sầm uất. Quý anh chị có thể thấy bên trong màn hình của mình. Đấy, xe cổ qua lại rất là tấp nập. Ở khu vực này thì hiện tại gần với kế bên là khu công nghiệp V-Ship nha quý anh chị, Việt Nam Singapore, một trong những khu vực khu công nghiệp cực kỳ lớn ở Thuận An ở thời điểm hiện tại. Thì theo cái hướng này anh chị này, cái hướng này thì mình sẽ đi ra là đường DT743B, có tầm khoảng 400m thôi quý anh chị, rất là thuận tiện. Và hướng ngược lại thì mình sẽ di chuyển về hướng đường DT743 nha quý anh chị, ra hướng này và cũng là để đi về khu công nghiệp V-Ship luôn. Trong vòng khoảng tầm 500m thôi. Thì chia sẻ với quý anh chị á, hôm nay là em vừa nhận được một cái dãy trọ bao gồm một kiosk và 19 phòng trọ nha quý anh chị. Phía bên kia đường nhà mình, một dãy trọ có tổng diện tích là 467m², ngang 6 và dài là 62m. Hai mặt tiền đường. Đây là mặt tiền đường Nguyễn Du, còn phía sau có một mặt tiền đường mà mặt đường bên hông là quý anh chị này. Đó, cái đường nó rẽ ra là tính ra là cái dãy trọ này có hình L. Thì đang cho thuê là 35 triệu một tháng nha quý anh chị. Rất là kinh doanh cực kỳ là tuyệt vời luôn. Sổ hồng riêng chính chủ. Thì hiện tại đang được rao bán với mức giá là 14 tỷ 500 triệu, có thương lượng, có hỗ trợ vay ngân hàng. Thì nếu đợt này quý anh chị đang có dự định tìm kiếm dãy trọ ở mặt tiền đường để kinh doanh, thì có gì em mời quý anh chị tham khảo căn này và liên hệ em theo số điện thoại 0974 313 794 để em hỗ trợ thêm đầy đủ các cái thông tin cho quý anh chị tham khảo.